Chào các bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ. Trên tay mình là một cái máy bơm tăng áp của cái hãng Katscher. Mã của nó là K2, một cái thương hiệu của Đức. Máy bơm tăng áp này thì ứng dụng cho các công việc như là rửa xe, hay là tưới cây, hoặc là rửa sân. Tuy nhiên thì do để lâu không sử dụng, hôm nay mình mới lôi ra thì nó không còn hoạt động nữa rồi. Hiện thể thì mình sẽ mổ bụng nó ra xem có sửa được không, và xem bên trong nó cấu tạo và cái nguyên lý hoạt động của nó như thế nào nhé. Rồi, đầu tiên là mình thử cắm điện xem là còn chạy được không nhé, xem nó có rơi vào ô may mắn. Đây là cái công tắc của nó. Để on nhưng mà nó vẫn không lên chạy. Chắc là tèo rồi. Hàng của Đức nổi tiếng là bền, thế mà dễ hỏng. Rồi mình sẽ mổ nó ra nhá, để xem nó hỏng như nào. Rút điện ra cho an toàn. Con này nó dùng ốc hoa thị. Đấy rồi, may mà mình có tun đầy đủ hết rồi. Đây là bên trong của cái máy bơm các bạn. Có một cụm motor này. Dưới này chắc là bầu bơm. Bầu bơm nó nằm dưới này. Thì mình cắm điện vào để mình thử xem là, đầu tiên xác định xem là cái dây này có đứt không đã nhé. Xem có điện cấp cho nó không đã. Các bạn chú ý nó chạy điện 220V nên các bạn khi thao tác các bạn rất cẩn thận. Đầu tiên mình có kiểm tra cái bộ công tắc này thì nó vẫn công tắc vẫn hoạt động bình thường. Vẫn có cấp điện cho và motor. Đây mình bật công tắc này. Có điện ở đây. Ở đây mình còn thấy là cái chổi than nó có vẻ đã bị mòn rồi các bạn. Nó không còn tiếp xúc với cái mảng này nữa. Đây các bạn để ý là cái chổi than mòn rồi, nó không còn tiếp xúc nữa. Bên này cũng hơi mòn. Nhưng chỉ cần một bên mòn thôi là nó không chạy được nữa. Và có vẻ như là có một cái miếng đồng ở đây này.
có một cái miếng đồng nó bị mất, bị vỡ cái lá đồng của cái trục này. Đây mình quay cho các bạn, tất cả nó đều có nhưng riêng chỗ đấy nó bị khuyết. Và ở đây mình có nhìn thấy là nó cháy đen, nó bị cháy đen rồi. Mình sẽ đi kiếm hai cái chổi than này mình lắp thử và xem nó còn chạy được không. Nếu mà nó mình thay chổi than mới mà nó vẫn không hoạt động, khả năng là do cái miếng đồng này nó bị mất rồi, thì tìm cái miếng đồng này cũng rất là khoai đấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tháo cái chổi than ra đã nhé. Đây đầu tiên các bạn rút một cái tiếp xúc này của chổi than ra. Cái chổi than này nó có một cái lò xo để nó giữ. Đây. Các bạn tháo cái lò xo này ra và rút cái chổi than ra. Đây cái chổi than mòn quá rồi. Chưa kể nó còn bị mẻ, bị cháy. Mình nghĩ là do nó bị vấp phải cái khuyết này nó bị hỏng. Nó càng làm cho chổi than nó bị cháy. Ok, nhưng mình sẽ thử thay cái chổi than mới và xem nó có được không. Bên này cũng làm tương tự thôi. Đây các bạn nhìn chổi than cháy đen này, mòn tịt rồi. Rồi bây giờ mình phải đi kiếm hai cái chổi than này đã. Ở mình đã thay cái chổi than mới rồi nhưng mà nó vẫn không hoạt động. Nguyên nhân là do nó gãy một cái răng của cái rô này. Đây. Cụ này là phải thay rô mới hoặc là quấn lại cái rô này rồi. Buồn quá. Lại đi tong hơn 2 triệu rồi. Thôi bây giờ mình sẽ tháo cái rô này ra nhé. Đầu tiên là phải tháo cái cánh quạt này ra đã. Ôi, mình tháo hai con ốc này ra vậy. Khá là phức tạp các bạn. Chắc dưới này nó gắn với cả một cái vòng bi nữa rồi. Rồi, mình thử tháo cái bầu bơm ra xem nhé. Đây các bạn. Nguyên lý của hoạt động của nó thì nó có phần nhựa đây. Phần nhựa dưới này sẽ là đầu bơm. Bầu bơm nó sẽ, các bạn thấy là nó sẽ cách ly với cả cái phần cơ cấu bơm ở trên để cho nước nó không vào. Nước không vào motor. Nó chỉ có 3 cái piston này. Các bạn thấy nó 3 cái piston này. Nguyên lý hoạt động của nó cũng giống như là cái lốc lốc nén điều hòa.
Đây các bạn nhìn này. Chết rồi, nhiều mỡ quá. Ồ đây các bạn này, một cái răng của cái rô đây này, nó rơi ở trong rồi này. Đấy, nó gãy xong nó rơi ở trong rồi. Bây giờ tháo ra mình thấy. Đây, các bạn để ý thì nó có một cái vòng bán nguyệt đây. Cái vòng bán nguyệt này, khi quay thì nó sẽ lần lượt nó tác động lên các cái ba cái piston này, đẩy đều ba cái piston này, tạo ra một, nó lần lượt nó tác động lên ba cái piston này tạo ra một cái lực nén và đẩy nước ra ngoài. Thì cơ cấu nó ở trong cái bầu bơm nhựa này. Ba piston này nó sẽ đẩy và hút, đẩy hút. Các bạn lưu ý thì là cái bơm này nó chỉ là cái tăng áp thôi, cho nên là nó không có chức năng hút. Vì vậy khi sử dụng thì các bạn lưu ý là cái nước cấp của nó, thì bể nước cấp của nó phải cao hơn cái máy bơm khoảng độ trên 1 mét. Còn nếu mà để thấp hơn cái máy bơm thì nó sẽ không hoạt động nhé. Đấy, các bạn thấy không? Đây là cấu tạo bên trong của cái bơm ạ. Em ơi, xem sang cái rô này. Nó bị mẻ cái đấy, cổ bóp mẻ. Mẹ một răng rô này. Cái này có cái thay không? Không có thay đâu, phải cuốn lại anh ạ. Cuốn lại à? Anh Khánh ơi, rô này có thay không anh? Phải cuốn lại. Rô này cuốn lại nhờ. Rô của con này con đẩy nước không anh? Con này là con bơm nước, máy bơm rửa xe. Đồng đổi màu ạ. Thế là bị chập à? Chưa biết nắp rô vào cái giờ nhỉ? Này anh nên thử cháo hộp cho giờ thấy xem. Hả? Nên thử hàng cháo hộp cho giờ xem. Hàng cháo á? Nên đấy chắc bé nó thay thế luôn không? Không xử được. Quấn lại nâu. Cái rô là khoảng độ bao tiền? Không biết rồi ạ. Cái phải đi hàng cháo. Dạ. Không có đâu. Không có. Ok. Cảm ơn. Rồi, video của mình sẽ dừng lại ở đây nhé. Mình sẽ làm cái video để khi mà sửa xong cái rô này, mình sẽ lắp vào và review cho các bạn xem. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để xem video mới nhé. Rồi, các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ video này, like và chia sẻ video giúp mình. Chào tạm biệt các bạn.